Hello cả nhà, đến với Loa Kéo Tâm Việt. Thì hôm nay tôi Kéo Tâm Việt bên mình sẽ review và giới thiệu cho anh chị một mẫu loa hoàn toàn mới luôn nha. Và nó vừa về bên em luôn. Một mẫu loa tủ nằm 4 tấc đôi. Và nó có model là Subox HB4880 nha cả nhà. Mẫu loa này thì nó bên Tâm Việt mình dự định sẽ bán ở tầm giá khoảng 7 triệu đó. Thì nó có chất âm, ngoại hình và thiết kế như nào, bây giờ cùng Loa Kéo Tâm Việt bên em bổ sẻ loa này nhé. Rồi, 1, 2, 3, let's go. Rồi, như đầu tiên tiên mọi khi em sẽ giới thiệu cho anh chị một xíu về ngoại hình của em loa này nha. Thì em loa này sẽ được thiết kế bằng thùng gỗ ở nhà, thùng gỗ sơn sần màu đen, khá là đen rồi cả nhà. Đen thì không thể nào mà đen hơn được luôn á. Từ vỏ cho tới mặt lưới và cái bo mạch, tất cả đều là màu đen cả nhà. Nếu mà anh chị có gu mà mạnh mẽ như vậy, mà có gu mà không thích hoa lá hè màu sắc đi sặc sỡ gì đó thì chọn loa này một sự lựa chọn rất là ok luôn. Thì em loa này sẽ hữu 2 bass 40 và 2 kết nha cả nhà. Đây, 2 kết hội tuyển. Rồi, giờ sẽ giới thiệu sơ cho anh chị về cái bo mạch em loa đó nha. Bo mạch em loa nó thì nó là một mạch DSP rất là giống với những em loa khác và thế hệ đời mới nhất Bluetooth 5.0 nha cả nhà. Kết nối Bluetooth rất là xa. Rồi, loa thì mấy cái nút vặn thì cũng ná mấy cái giọng kia thôi, bao gồm có âm lượng của micro nè, treble, bass, echo, repeat, delay và reverb. Đó, nó có cả repeat nữa cả nhà, delay, reverb, ba hiệu ứng echo nữa, bốn hiệu ứng luôn cho cả nhà có thể hát karaoke một cách thoải mái và đa dụng nhất. Thì bên nhạc thì có âm lượng nè, treble, mid, bass, đây có cả âm trung nữa cả nhà, rất là ok. Và cái nút chơi nhạc cụ. Và điểm đặc biệt em rất thích em loa này đó là cái bảng đèn led. Khi mà anh chị chơi ở công suất lớn hoặc là mở vặn âm lượng lớn lên thì cái đèn led này nó nháy nó nhảy lên, thể hiện cái công suất decibel của cái âm lượng rất là đẹp nha cả nhà, rất là đã luôn. Đây, đây là một cái bước rất là thích em loa này. Và mấy cái nút là nút phím chức năng cả nhà, nhìn nhà cũng thấy rồi. Rồi, bảng đèn led. Loa thì sở hữu hai cổng USB và một cổng thẻ nhớ là nhỏ này cả nhà, micro USB. Rồi, ở bên đây thì có cổng nguồn, một cổng cắm sạc, cổng aux in và out, cầu chìa chống cháy, bảng chỗ cắm bình điện phụ và cái thẻ tăng nhiệt cả nhà. Rồi, loa thì cũng sở hữu hai cổng guitar và hai cổng micro cho anh chị chơi nhạc cụ, giống như là thêm một cái vài cổng mic để tăng lên cái mức độ giải trí nha. Thì em loa bo mạch thì chả thấy cũng giống em loa thêm nhưng mà em rất là thích luôn bản đèn led này nên rất là chú ý tới nó. Rồi, bây giờ em sẽ test karaoke cho các nhà nghe thử liệu chất âm của loa này nó như thế nào nhé. Rồi, tới tiên một hát karaoke thì em sẽ hát cho chị một bài Những Đồi Hoa Sim nha các nhà. Rồi, bài này cũng khá coi là khó hát đó, nhưng mà em sẽ thử chất giọng em loa này. Nhưng mà khi mà hát thì em sẽ thấy là cái độ hút micro cũng ghê gớm đó nha. Để khá là xa nhưng mà nghe rất là rõ nha. Rồi, bây giờ em sẽ hát anh chị cập nhật. Rồi, một alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Những đồi hoa xin, ôi những đồi hoa xin, tím chiều hoan biển biển vào chuyện ngày xưa, nàng yêu hoa xin tím khi còn tông buôn vai mấy lông sóng pha ngoài chân tuyến. Ai hẹn được ngày về rồi muôn chiều mây bay. Từ nơi chiến trường đang bán nô lần ghé về thăm son hòn hôn nắng sâu đồi. Những chiều hành quân, ôi những chiều hành quân, tín chiều hoan biển biển
cầu vươn tôi xuân về. Rồi, em chỉ hát một đoạn nữa nha. Công suất em loa này nó khá là lớn cho nên hát trong nhà thì để mất năm rưỡi cũng tầm 50 40 thôi, cho nên hát nó đủ trên với chị để tầm khoảng hơn chút xíu là nó sẽ khá là vú đó. Rồi mình sẽ test thêm chị hai đoạn nhạc nữa để chị cảm nhận công suất từ loa này như thế nào nhé. Support HB4880 này ạ. Theo em thì em sẽ nêu một số đánh giá của em riêng bản thân em về loa này nha. Đầu tiên đó là công suất lớn và giải âm chi tiết. Thứ hai đó là cái bản đèn led rất là đẹp nha cả nhà. Trong cái bộ mặt thì hai cái dãy bản đèn led này thì em đánh giá là một ưu điểm rất là lớn nha, cho chúng ta cảm giác rất là sung khi mà chúng ta hát, vì mấy cái bản đèn led này nó dựng lên nhìn rất là sướng luôn. Và trong tầm giá khoảng 7 triệu thì em loa này được gọi là phải chăng cả nhà, rẻ. Bởi vì như em loa tủ khác thì có giá khá là mắc. Em loa này có tầm giá khoảng 7 triệu hơn thì em thấy khá là rẻ đó. Rẻ ở trong mấy cái giá tầm loa tủ này cả nhà. Còn nếu mà loa trong vừa hơn thì nó khác nữa. Thì đó là ưu điểm cho cả nhà. Em sẽ nêu một số khuyết điểm. Em loa này thì không nên chơi trong nhà này cả nhà. Chơi trong nhà thì vẫn được, nhưng nó sẽ dễ hú hơn nhiều so với chơi ngoài trời. Mà nếu mà chơi trong nhà thì anh chị để mức âm lượng khoảng dưới 50 thôi, và tất cả các nút gọi là trep hay chồi đó anh chị vẫn để mức là dưới khoảng 40 đến 50 ở nhà, vì chơi trong nhà nó khá là dễ hú, gây cảm giác khó chịu, nhưng mà biết chỉnh thì nó vẫn không sao cả. Loa này thì nó thích hợp chơi ngoài trời hơn nha. Rồi sau khi nghe em đánh giá thì anh chị thấy em loa này có xứng đáng mua hay không ạ? Thì anh chị hãy cùng mang bên dưới video và cũng giống như là cho em thêm một lượng đăng ký để tâm việc bên đây có thể phát triển hơn nữa nhé. Rồi video tới đây kết thúc. Bye bye cả nhà.